mùng 9 tháng 11, thứ tư tuần 32 thường niên. Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Chúa Giêsu đi lên Jerusalem, người đi qua biên giới Samaria và Galilea. Khi người vào một làng kia, thì gặp 10 người phong củi đang đứng ở đằng xa. Họ cất tiếng thưa rằng: Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi. Thấy họ, người bảo họ rằng: Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn người. Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: Chớ thì không phải cả 10 người được lành sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. Rồi người bảo kẻ ấy rằng: Ngươi hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Sao không trở lại tôn vinh Thiên Chúa? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này. 10 người phung củi kêu xin Chúa Giêsu cứu chữa. Người bảo họ đi trình diện với các tư tế, và đang khi đi họ được chữa lành. Chỉ có một người Samaria ngoại giáo trở lại cảm tạ và tôn vinh Chúa. Chúa hỏi: Còn 9 người kia đâu? Câu hỏi còn 9 người kia đâu vẫn như đang vang vọng tới mỗi người chúng ta, tới cả gia đình, giáo xứ, hội đoàn chúng ta. Còn gia đình ông A, bà B đâu? Và còn xót ruột hơn nữa vì một thực tế quá tương phản trong câu chuyện tin mừng. Chỉ có một người dân ngoại trở lại cảm ơn và tôn vinh Thiên Chúa. Điểm tương phản trong tin mừng đang mời gọi chúng ta thay đổi cách nhìn đối với những người lương dân đang sống quanh đây. Có thể lâu nay chúng ta vẫn tự hào mình là con cái Chúa, và đôi khi còn xem thường họ, còn đặt họ vào vị trí thấp kém hơn mình về đức tính nhân bản, về đạo đức tâm linh. Chúa muốn cho chúng ta hiểu rằng tất cả mọi con người, mọi loài thụ tạo đang ca tụng tôn vinh Chúa dưới tác động huyền diệu của Chúa Thánh Thần. Đúng như lời Chúa nói: Nếu chúng con không ca tụng tôn vinh Chúa thì đá kia nó cũng reo lên. Quả thật, muôn loài muôn vật đang ca tụng Chúa. Người lương dân phong củi trong tin mừng hôm nay đang tạ ơn Chúa, đang ca tụng Chúa theo cách của họ. Còn có người Samaritano kia xuống ngựa, xuống xe, xuống mắt, xuống lòng, xuống tay, xuống tình thương chạm đến thương tích của người bị nạn. Ước gì các gia đình nhận ra tất cả là hồng ân Chúa, luôn tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Và tạ ơn Chúa vì Chúa Thánh Thần đang tác động muôn loài, muôn vật sống niềm vui tạ ơn. Lạy Chúa, xin cho các gia đình luôn tạ ơn Chúa và đền đáp ơn Chúa qua việc sống yêu thương, bác ái với mọi người. Amen. Lạy Chúa, tháng 11 đã về. Tháng 11 quả những tiếng vọng từ vực sâu u tối, quả những linh hồn hãy còn vương bao tội.
giờ khát mong Chúa thương xót thứ tha, mở lượng khoan hồng ban ơn cứu rỗi. Tháng 11 qua những nỗi nhớ bỏng buốt, bỏng cháy nghĩa tình mà buốt giá con tim. Nhớ người thân yêu trong cõi im lìm, khát khao cháy bỏng mà cô đơn buốt giá. Tháng 11 qua những lời kinh khiêm hạ, từ trần gian dâng lên Chúa quyền uy. Xin người thương mở lượng cả từ bi, đón người thân yêu về nơi hằng sống. Tháng 11 của niềm tin và hy vọng, xin lòng Chúa xót thương người. Amen. Xót thương người về bên.
Chúa xót thương người